Xin chào các bạn, hôm nay Huy kể cho các bạn một câu chuyện là để bắt đầu kể từ đầu ta. Huy đang trong một quán ăn để Huy ngồi chờ bạn Đào Hồi á, cái bạn mà Huy mới quay á, mặc áo đôi chung á, để tới gặp Huy là do đợt mấy ngày trước là bạn có rủ Huy rồi, nhưng mà Huy cần phải có cuộc sống riêng và những việc riêng, cho nên là Huy chưa có gặp được bạn, mà Huy phải chăm sóc tốt cho bản thân mình trước, xong rồi mình tốt rồi mình mới gặp người khác trong một trạng thái tốt hơn, là để vui vẻ với nhau và thoải mái hơn. Thì hôm nay Huy gặp là sau khi Huy thấy bạn cũng dễ thương như Huy á, Huy thấy cũng nhớ bạn, Huy cũng gặp bạn chạy tới chỗ Huy, nhà bạn xa lắm á mọi người. Mà trong clip này á, là trong lúc mà Huy chờ bạn nó tới thì Huy đang đi trên đường bạn Campuchia đó. Bạn kêu Huy cho nên Huy tới ngồi với bạn Campuchia sẵn đó. Huy quay, Huy nói bạn Campuchia là khán giả nói Huy đi chơi với nhiều trai là không tốt á, là tưởng nghĩ này nghĩ nọ bạn trai, cho nên bạn Campuchia là Huy nói bạn Campuchia giúp Huy và bạn cũng vui vẻ giúp, là bạn dễ thương lắm. Huy cũng cảm ơn bạn Campuchia đã chịu giúp Huy, và trong clip này là Huy cũng dạng như giận dỗi, giận lẫy với bạn Đào Hồi và bạn đi massage. Nói chung là giận vui vui với lại bạn Huy. Huy mới quen, Huy chưa có biết tên rành á. Với là Huy hay quay YouTube, Huy hay giỡn là bạn Campuchia, bạn Đào Hồi. Huy nói vậy cho mọi người nhớ nhớ đất nước cũng như là cò vậy cho nó vui. Cái Huy cũng chưa có nhớ tên mọi người được dễ hơn, mà Huy hay nhớ vậy. Với lại trong lúc giận dỗi có kêu là nó và em nó cũng nhỏ hơn Huy, cũng rất là nhiều tuổi em Đào Hồi á, là giờ dần lại là nói vậy cho sinh động cho vui, giống như mé cái mọi người cho vui vậy thôi chứ không có ý hết nha mọi người. Vậy là do Huy thứ nhất là Huy cũng hay kêu mọi người bằng em Campuchia, em Đào Hồi, rồi trong clip nên là giận dỗi chút cho nên xưng nó, mọi người coi cho vui thôi nha. Và Huy cũng rất vui là hai bạn giúp đỡ Huy clip này để mọi người hiểu Huy hơn, là Huy bạn Campuchia, đặc biệt là Campuchia là không phải là người yêu của Huy, mà quay chung ngồi chung là Huy cũng sợ bạn tuổi thân, là do bạn không có đi với người yêu á, cho nên là sau khi giận dỗi cái vụ massage của bạn Đào Hồ thì lúc nói chuyện thì Huy nói Huy tính dẫn đi massage chân ở Huy khoảng vào lúc 3 giờ sáng thì bạn Campuchia bạn không có đi, như là bạn về sớm hơn là Huy cũng để bạn về, tại Huy cũng sợ bạn buồn á. Bây giờ bạn đây là anh Campuchia, có nhiều người hỏi Campuchia nè, cho nên Huy quay, Huy đang chờ một cái bạn khác đó là bạn Đào Hồi tới, và Huy gặp bạn đây và nói Huy nói bạn đây là nhờ nói với mọi người bạn đây chỉ là bạn của Huy chứ không phải là người yêu hoặc là bạn trai, để mọi người trên YouTube hiểu nhầm. I make YouTube channel, so I hope I make my friend. Sorry. Đó. Cái máy cool gặp bổn là đưa anh xe máy. Máy sai fan xe máy. Lú chẳng cần còn 8 pi rồi. 8 pi là 3 năm rồi nha mọi người. Đây chỉ là một người bạn của Huy thôi, cho nên là hôm nay là Huy quay là để mọi người biết, quay là nói là đây là một người bạn nha, không phải là người yêu, cho nên là ăn cơm chưa? Support. Ăn đó. Huy nói cút ở lầy rồi. Cút ở lầy. Bạn hỏi là Huy chờ ai? Huy nói chờ cái bạn người Đào Hồi tới. Bạn Đào Hồi tới hôm nay tại vì Huy có chuyện buồn mà bạn Đào Hồi nói tới gặp. Gặp luôn. Nên nó hợp hùng. Có mì khôn này YouTube bọc là shop cool. Thầm mày bỏ mì bú cha nhớ để máy lướt thay lời. Để bỏ bọc máy mì khôn rắc bỏ thầm mày lướt. Đó, mấy cái chị múa múa quán ở đằng sau kìa mọi người thấy không đó. Đó, múa qua bọc có vô đi. Đây là cái áo 1000 bạc nè. Nâng thanh. Nâng bành, sứa nâng bành. Đó, cho mọi người coi này, hôm bữa Huy với bạn này đi vô trong này mua cái áo 500 bạc là bạn mua á, xong Huy chọc bạn là mua cho Huy bằng sợ quá trời luôn. Huy hay chọc dễ nha mọi người. Con giặc bỏ mì phèn mà. Con chả mì khoan tục mà.
Huy nói, bạn nói là nếu mà tôi có người yêu bạn có vui không, hạnh phúc không? Bạn nói vui, tại vì Huy với bạn đó chỉ là bạn thôi à. Quanh ní lò mát ơi, mì phèn được chăng? Xin lỗi, dạ mì phèn quý vị được. Quý vị, quý cha Việt Nam. Like Mr. mấy mì phèn đi qua là không có người yêu tốt hơn. Đúng, thiệt nha. Thôi, nhưng mà thôi với bạn đàn hồi là chưa biết, nhưng mà ý là không có người yêu là tốt hơn thiệt. Nhiều người bây giờ là bắt buộc phải có người yêu, mà thực ra không có người yêu cũng là có những cái hạnh phúc riêng của mình đó. Chứ là bớt đau đầu, bớt đầu nhiều thứ khác. Cho nên nhiều khi đi với bạn này với bạn kia, mọi người tưởng Huy đi với trai với lại người yêu đâu có đâu bạn, không à mọi người ơi. Bạn đó bữa qua nhà ngủ nè, xong Huy lấy đồ ăn thì mai đưa đó về nhà đó mọi người. Không có thăm bây giờ mình sẽ chờ cái bạn kia tới nha. Huy nói bạn kia tới, bây giờ bạn kia tới thấy bạn này thì nhiều khi hai bạn này thích nhau thì sao ta? Tôi sợ quá bỏ bọt qua bảo cua ma buôn buôn bỏ ma buôn bỏ sót buôn lấy nó bỏ nào ma ra một người biết là bao nhiêu cái gì ở cái bạn này với lại cái bạn kia nữa. Nhưng mà con không nói ra chứ vô nó không tốt mà tụt lâm mình suy nghĩ ra. Hút ma xả trong một trang này. Xin chị, Sawadika, Sabai đi máy. Sóc Sabai đi máy. Xin Sawadika khắp út chẳng hạn. Bạn nói là tôi là chữ tên rồi mấy. Huy biết tiếng Campuchia, tại vì Huy cũng ở bên Campuchia. Nhưng mà biết tiếng toán tiếng không. Rồi bây giờ Huy qua bên kia ngồi chứ sợ bạn kia tới rồi thấy hai người ngồi tôi một việc suy nghĩ này nọ nữa sợ. Không từ cái clip này mà cho mọi người biết là Huy có gì với bạn này. Cũng đang đây là vẻ đẹp của bạn Campuchia. Bỏ mặt cuốn sủi má lơi. À vườn này, ô nó tới rồi nè mọi người đó, nó tới kìa, nó nhìn kìa. Trời ơi cái mặt nó thấy nhìn Huy đang ngồi với trai nó nhìn kìa mọi người. Thì xảy ra em Huy quay phương Campuchia phương khấu có dù gầm mà tập khấu. À hai tụi nó nói chuyện với nhau tụi tôi sợ quá. bỏ mọt đó, tôi sợ lắm, dẫn đi chơi chung nhiều khi là tôi bị ra gì á. Bỏ mọt qua tha phương chơ khấu khấu phương thầy khóc khấu bọn trần ẩu mất. Hai người đó lần đầu gặp nhau đó mọi người. À, giờ ba tụi mình đi này nha, tra nhiều quá này thấy không? Tra nhiều quá. Khấu nhạc kinh tra phim đã có khấu bay đài mà không khấu bay đã có. Này bên này không kinh còn cái đó. Bay kinh bay đuôi còn đây hả? Bạn này muốn ăn KFC. Mọi người, mày nói ngồi với Huy nè. Huy nói hay là muốn ngồi với bạn của Huy. Bạn của bạn Huy là Campuchia. Xong rồi nói ngồi với bạn của bạn Huy được không? Mà bạn nó đang đi toilet rồi chắc tất chết quá. Mà già Huy nói mọi người là già sao yêu mứa con cuốn. Hồi mọi người nhớ hồi bữa ngủ nhà Huy không? Xong rồi buổi sáng là Huy ngủ Huy không? Huy ngủ mà bạn đó đi xin đi ra ngoài chút đi massage. Mà nói là con gái massage cuốn bay nuốt. Thì hồi nãy đi ngoài đường có cái bạn kia làm massage Huy biết, nhà bạn đó là massage gần nhà Huy, tự nhiên chào bạn này rồi mà bữa đó là massage, mà làm gì biết ai ở cái khu này, chỉ là bữa massage với là cái bạn đó rồi, cái bạn đó con trai mà bữa nó láo tôi là con gái vậy sao yêu ai được mọi người thấy không? Quân lọt bỏm quân nuốt cả túi chai đấy, quân bỏm quân nuốt là cái gì à nghĩ chứ ai được người biết bay la hăng quá bay la cái gì không mọi người.
Campuchia tới. Đó, Campuchia. Bữa nay có hai người bạn hỗ trợ tôi quay, mọi người nhớ like và share nha. Bay rắp nồi. Bay rắp nồi cho hai người đây nói chuyện. Ý bạn đã nói là tôi đi lấy cái này xong rồi hai người đây nói chuyện với nhau nè. Sao khôn nguôi canh nè. Mọi người làm chứng nha, hai người đây đang nói chuyện với nhau á. Tôi sẽ quay. Đó, tôi để cái máy vô đây nha. Mọi người thấy hai người đang nói chuyện gì là mét lại với tôi nha. Tôi đi lấy đồ ăn. Thank you.
ั่งดีดีมันกระเทยเลยคุณบอกกับทุกคนบอกกระเทยอ่ะมองดูแกแบ่งแกมูจีแบบกูน้อยหุ่ยแหลมแหลแหลแหลเบเดอร์ก็ทำตัวเหมือนเบเดอร์ยิ้มมองเป็นกระเทยไงกระเทยก็ได้กระเทยก็ได้กันเลยก็ทักโอ้เฮ้ยแบบไรเนาะเฮ้ยก็เบเดอร์แบบยิ้มแม่ก็เจอก็ละยิ้มแม่แบบได้แบบดีมัดแซ่ตัวยิ้มน้อยมัดแซ่ของกายแล้วตัวงี้เราแท้không có nói gì hết แท้không có nói gì hết nha bữa đó tôi nghi rồi mà tôi im tôi giấu trong lòng ai ngờ nãy đi còn Nguyễn Thúc Thùy Tiên nhớ ông nhớ Nguyễn Thúc Thùy Tiên nói cho thấy không mọi người thấy không tình yêu nào cũng vậy đó bạn này bạn đi massage mà tự nhiên nói đi massage con gái mà hồi nãy gặp cái thằng con trai kia cái thằng áo làm quá massage bởi vì tôi yêu ai giờ mọi người nói tôi có nhiều trai rồi tôi nhiều trai là tôi đi cho đỡ buồn thôi giống như bạn kia một cô có bữa mày không sợ hả nhân em không bỏ bẹp đẹp một bài bài này cái thằng sợ ก็เดี๋ยวจะกลับไปกันห้องพูดกับห้องต้องพูดเหรอจริงเหรอแกมูเจียบูงงแกมูเจียเนี่ยนะแกมูเจียงงหมดมันไม่ตัวเงียบมั้งก็ai muốn Campuchia không có nhiều có mấy คนใน YouTube ของบอมก็ถามคุณเนาะบอกว่าบอมบอกคนก็บอกว่าบอมมีผู้ชายเยอะแต่แล้วก็เขาบอกเลือกหนึ่งคนเลยแล้วก็ผมถามเขาเลือกคนไหนเขาตอบเขาชอบคนกัมพูชาที่สุดใครตอบคนดู YouTube ผมไอ้ช่างโอ้อันทางไหนไม่สอบคุยแต่เลยอะไรอย่างเงี้ยแกแม่ไหนแม่อิ่มอิ่มชมได้ไหมแม่ทัดมาเลยทำไมงงผมบอกว่าคุณงิบงิบแล้วก็คุณชอบคนกัมพูชาไม่ใช่ชอบผมบอกคนกัมพูชาของเรานะคือ mối tình đó bị lừa dối nhưng mà thực ra những cái mối tình đó cũng tội nghiệp nhưng mà thực ra người ta cũng đâu có biết đâu cảm xúc nó đâu có thể nào giấu được đâu trong chuyện tình yêu nó khác đó ngồi ngay chỗ cửa kính mấy người cứ giơ tay chào chào Campuchia Campuchia một mình buồn quá ขอแล้วได้น้ำพอว้าเนตเด็กของกัมพูชาเนี่ยนะเขาไม่ทายเราบ้างnó chơi hơi tức cái chuyện đi massage rồi luôn mà mình đâu có thể làm khó quá được đâu thứ nhất là mới quen nhưng mà buồn ghê bạn nói gì bộ hỏi giờ ngủ với nhau hay là để tôi về nhà tôi quay về nhà giờ cũng buồn thì ngủ với nhau đi chứ sao non đuôi thành đây có đen là gì đó bạn nói chuyện ở trên top top gì này bạn hay vậy lắm đen là gì chưa gặp về anh đấy bạn nói ngồi giữa đang ở với người yêuคุณทำเนี่ยทำอะไรอยู่เยอะ
Bạn Campuchia mới về dạ, bạn Campuchia tưởng Huy với bạn này sẽ đi massage. Dạ, Huy đang chọc chọc tất cái vụ massage bạn nói đó. Nhưng bây giờ tôi cũng đau lưng thiệt. Huy nói đi ra cái chợ, Huy khoảng mấy chợ đêm 3 giờ vẫn còn massage, bây giờ là 3 giờ sáng. Bạn Campuchia bạn mới về á, tội nghiệp bạn kia á. Bạn thấy Huy có người yêu nè. Mà bạn... Mày là bạn ngồi một mình, Huy thấy cũng tội nghiệp. Thôi để bạn về. Nhưng mà thiệt ra bạn không có thích Huy. Bạn Campuchia là bạn thích người Hàn Quốc. Mấy bữa bạn rủ Huy đi chơi chung á, xong bạn thấy người Hàn Quốc á, bạn đi với người Hàn Quốc. Bạn với Huy với bạn Campuchia chỉ là bạn thôi. Đó, nói cho mọi người biết. Nói cho Huy cũng đâu có bạn trai hay là gì đâu, mọi chị mới quen bạn này. Thông báo nói cho mọi người biết thì thôi chứ đâu có ai yêu Huy đâu. Huy phải làm clip này để cho mọi người biết, đúng không mọi người? Suy nghĩ tùm lum tùm la. Mà mọi người thấy không, yêu cũng khổ lắm. Người ta, thí dụ người ta đi massage hay gì. Nói chung là ở một mình chỉ bằng vui nhất. Đừng có yêu, yêu thì đừng có yêu mà nhiều quá là người đau khổ nhất. Mình nói cái miệng thì thôi, cái mặt mình rất là mạnh mẽ nhưng mà đêm về là nước mắt rơi. Bê lại cả. Huy đọc tiếng Thái chậm lắm mà Huy mới đọc cái chữ gì sai nó cười quá trời luôn. Thôi ạ. Hả? Kim đúng rồi. Mệt mấy? Mấy mệt. Mệt nói à. Mệt lắm. Đi đâu? Đi đâu.
phần nước. Huy mới dặn bạn đó tiếp cái chuyện đi massage, biết sao Huy nói chưa? Tại vì cái người massage nhận ra bạn liền là vì đã massage bạn rồi, cái bạn trai đó bạn nhận ra liền massage bạn rồi. Tại vì ở trên top top bạn chỉnh mặt đó, nó khác lắm, trên top top bạn đẹp trai lắm mọi người, ở ngoài thì khác quá. Huy nói giỡn thôi chứ thật ra Huy vẫn thích cái nét tự nhiên nha, nhưng mà ý Huy chọc vậy bạn quê quá trời, bạn đòi quay xí về rồi. Lady massage me. No. No, not boy. No. No, I make lady. I don't believe you. Lady. No. Why you tell me the first time, lady? Massage you. You no need to tell me like that. Yes, I. Because if you tell like that, it mean you have something secret lady already. Massage. No, I don't believe you. Còn mấy chưa có lời. Nói cho thiệt ra là chuyện tình nào cũng có những cái điều khó khăn đó, mà vẫn nắm tay như thế này là được một ngày là mừng rồi nha. Có những người người ta ở với nhau lâu hoặc là quen nhau là tính lâu dài, một tháng, hai tháng, đối với Huy là hơn một ngày là đã hạnh phúc rồi. Tại vì á, thời gian là vàng là bạc. Để đi mà sao nghe. Huy là Huy lớn tuổi lắm, thí dụ một năm, hai năm nữa là mặt Huy ai mà yêu nữa. Bạn này mới có 22 tuổi rồi.